giám đốc NASA, chắc chắn là có sự sống ngoài trái đất, người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, bày tỏ quan điểm rằng có sự sống ngoài trái đất và con người không đơn độc trong vũ trụ. Bill Nelson, người được bổ nhiệm làm giám đốc NASA vào tháng 5 năm 2021, đưa ra tuyên bố cởi mở trên khi trả lời phỏng vấn với Larry Sabato, giáo sư chính trị tại Tại học bang Virginia, UVA. Quan điểm cá nhân của tôi là vũ trụ rất rộng lớn thậm chí có thể còn có nhiều vũ trụ. Liệu tôi có thể nói trái đất là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống hoặc tồn tại nền văn minh tiên tiến? Nelson nói, liệu có hành tinh nào chứa sự sống ngoài trái đất? Tôi chắc chắn là có, bởi vũ trụ rất rộng lớn, Nelson xuất thân là một chính trị gia và luôn ủng hộ các chương trình khám phá không gian, ông từng là hạ nghị sĩ bang Florida trước khi trở thành thượng nghị sĩ. Ông còn tham gia du hành vũ trụ trên tàu con thoi Columbia vào năm 1986. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với giáo sư Sabato, Nelson khẳng định tìm kiếm sự sống ngoài trái đất là một trong các nhiệm vụ khám phá của NASA. Ông cũng rất quan tâm đến việc các phi công hải quân Mỹ thông báo hơn 300 lần phát hiện vật thể không xác định UFO kể từ năm 2004. Hải quân Mỹ không biết đó là thứ gì, chúng ta cũng không biết hy vọng không phải là đối thủ của Mỹ trên trái đất sở hữu công nghệ tiên tiến đó, ông nói, ông Nelson nói về sứ mệnh khám phá sao hỏa của NASA. Mọi người nghĩ khám phá sao hỏa để làm gì? Chúng tôi tìm kiếm sự sống. Đây là một phần sứ mệnh của NASA, ông nhấn mạnh, Mỹ muốn đưa người lên sao hỏa năm 2030, thu thập các mẫu đất đá để mở ra bí mật về sự sống ở đó, dù là trong quá khứ, theo ông Nelson, nếu có nước, rất có thể sẽ có sự sống rất có thể chúng ta sẽ phát hiện có sự sống trên một trong những hành tinh khác ngay cả trong hệ mặt trời ông nói